Vào chiều ngày hôm qua, nhiều lực lượng thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh tra Giao thông Sở Giao thông Vận tải đồng loạt tiến hành kiểm tra trụ sở chính và các chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Động thái này đã xuất phát từ việc là thời gian gần đây có các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách Thành Bưởi. Trong đó, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 30 tháng 9 trên quốc lộ 20, đoạn thuộc địa bàn huyện Định Quán, Đồng Nai, khiến cho 5 người tử vong và 4 người bị thương. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra trụ sở nhà xe Thành Bưởi tại số 255-272 Lê Hồng Phong, quận 5 và số 630 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh. Công an đã phong tỏa và yêu cầu các phương tiện bên trong trụ sở và các chi nhánh dừng hoạt động. Các xe trung chuyển đang chở khách đến nhà xe cũng được yêu cầu dừng lại, tấp vào lề và thả khách. Đến cuối giờ chiều, nhiều tài liệu chứng cứ liên quan được đưa ra khỏi trụ sở và các chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi.